Do rất là nhiều những anh chị em đã nhắn tin hỏi Linh thì Linh đã làm video để hướng dẫn anh chị em thiết kế một bức ảnh như thế này, cực nhanh, cực đơn giản luôn. Xin chào các bạn, mình là Linh Canva đây. Và do rất là nhiều những anh chị em đã nhắn tin hỏi Linh thì Linh đã làm video để hướng dẫn anh chị em thiết kế một bức ảnh như thế này, cực nhanh, cực đơn giản luôn. Và bước số 1 là sẽ xử lý phần nền trước. Đầu tiên là sẽ đổi màu nhá. Màu gì, xanh đỏ tím vàng, miễn là anh chị em đã thích nha. Linh sẽ tiếp tục chọn màu này y như trong hình. Và bước thứ sau đấy thì sẽ chọn vào phần nét và hình dạng này, chọn cái hình vuông này luôn, kéo và căn chỉnh và xoay như thế này để tạo hai mảng màu khác nhau. Mình sẽ chéo một chút nữa nha. Ok, và cuối cùng là chỉ cần đổi màu là chúng ta xong phần nền rồi, đúng không ạ? Mình sẽ khóa ở đây để nó không bị di chuyển nữa. Và bước tiếp theo là bước thứ hai, chúng ta sẽ xử lý phần hình ảnh. Chúng ta kéo xuống này và chọn phần khung, chọn xem tất cả. Linh đang muốn tìm một cái khung hình tròn này có viền bên ngoài và có thể chèn ảnh của Linh vào. Ok, đây là chính nó đây rồi. Linh sẽ căn chỉnh ra cho nó phù hợp với cả khung hình nhất nhé. Đổi viền luôn này, Linh sẽ chọn viền màu đen. Và sau đó thì chúng ta vào phần nội dung này, chúng ta tải hình ảnh của chúng ta lên và nhét nó vào đây. Ấn 2 lần và khung hình để chúng ta có thể căn chỉnh hình của mình nhé. Ok. Và rồi chúng ta sẽ vào phần hiệu ứng này, chọn công cụ xóa nền. Để chúng ta chỉ sau một vài phút thôi, một vài giây thôi thì sẽ tự động xóa nền đằng sau, tách ảnh với nền, rất là đẹp và cũng rất là nhanh. Ok, chỉ một vài bước cơ bản, thao tác cơ bản là chúng ta đã xong phần hình ảnh rồi, đúng không ạ? Bước thứ 3 là xử lý phần văn bản. Chúng ta vào thêm tiêu đề phụ này. Bất cứ một câu nói nào chúng ta thích nha. Em Linh đã có một sẵn câu của mình ở đây rồi, em Linh chỉ cần việc copy và paste sang thôi. Về font chữ thì có rất là nhiều những font chữ đẹp. Chúng ta có thể chọn vào từng cái font chữ mà để xem là font chữ nào mà mình thích nhé. Và trong bức ảnh này thì Linh chọn font chữ là Montezer Arabic như thế này. Ok, và Linh sẽ căn chỉnh kích cỡ sao cho nó phù hợp nhất. Ok rồi ạ. Và trong một vài video trước thì có một số anh chị em đã hỏi Linh là làm thế nào để có cái hình ngoặc kép ở phía bên trên. Thì chúng ta sẽ vào phần thành phần này, một từ khóa chia sẻ cho anh em, đó là chúng ta vào trích dẫn để chúng ta tìm. Sau đó thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái dấu ngoặc kép mà tùy anh chị em chúng ta lựa chọn nhé. Linh sẽ chọn ngay đầu tiên, cái này thì phải có tài khoản Google chúng ta mới chọn được này. Và Linh sẽ chèn nó vào đây, tạo một chút điểm nhấn cho bức ảnh của mình và bức thiết kế của mình. Và cuối cùng là chỉ tải xuống là xong thôi. Và với Canva bản free thì chúng ta chỉ được tải với kích cỡ rất là thấp và ảnh xuất ra có thể là mờ. Còn với Canva Pro thì chúng ta càng kéo thì nó sẽ càng nét. Linh sẽ kéo dầm này là ok rồi. Đó, và anh chị em nào mà chưa sở hữu Canva Pro thì hãy ngay lập tức nhắn tin cho em Linh để được hỗ trợ với giá ưu đãi nhất, nâng cấp thành Canva Pro và thiết kế những bức ảnh đẹp nha. Chúng ta tải xuống. Chúng ta cùng xem thành quả cuối cùng nào. Ok, và đây là thành quả cuối cùng. Và rất là đơn giản đúng không ạ? Chỉ một vài thao tác cơ bản thôi. Và chúc cho tất cả các anh chị em có thể có cho mình những thiết kế thật là đẹp, thật là chuyên nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em trong những video tới nha.